chào cả nhà, lại là Minsulen đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện những chiếc decor cây thông Noel như thế này nha. Trông rất là dễ thương. Bây giờ mình sẽ đi làm ngôi sao trước ha. Ở đây mình sử dụng kim 3mm. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật lên 2 mũi đính. Rồi sau đó làm vào vòng tròn này 10 mũi nửa kép. Quấn một len vòng len đưa vào trong, kéo kim len kéo qua tất cả và ra một mũi nửa kép ha. Đưa kim vào kéo ra tất cả. Rồi, sau khi đã được 10 mũi nửa kép, chúng ta rút cái vòng tròn này lại và các bạn đưa kim vào trong chân mũi đầu tiên, thực hiện một mũi trượt. Lên một đính và ngay tại cái chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi móc đơn nha. Ở chân mũi kế tiếp mình sẽ làm một cụm gồm có một mũi nửa kép và một mũi kép đơn, hai bính đến một mũi kép và một mũi nửa kép. Rồi xong chân mũi thứ hai ha. Chân mũi thứ ba mình sẽ làm một mũi móc đơn. Vậy là mình đã xong một cánh của ngôi sao rồi. Tiếp tục mình đến cánh thứ hai nè, các bạn cũng thực hiện ở chân mũi thứ tư này một mũi nửa kép rồi đến một mũi kép, rồi lên hai bính tiếp tục một mũi móc kép và một mũi nửa kép nữa. Vậy là trong cái chân mũi thứ tư này nó sẽ gồm có 4 mũi, mũi nửa kép, mũi kép, 2 mũi bính đến mũi kép và 1 mũi nửa kép nha. Mũi kế tiếp sẽ là 1 mũi móc đơn nè. Rồi ở đây sau khi mũi móc đơn là đến một cụm nữa. Tương tự giống như lúc nãy thôi, 1 mũi nửa kép rồi đến 1 mũi kép nè. Rồi 2 bính đến 1 mũi móc kép. Một mũi móc nửa kép và một mũi móc đơn ở trong mũi kế tiếp. Chúng ta cứ thực hiện như vậy đến khi được 5 cánh ngôi sao nha. Sau khi mình đã được 5 cánh nè các bạn, mình sẽ đưa kim vào trong chân mũi móc đơn đầu tiên á, mình làm một mũi trượt. Rồi mình sẽ cắt len đây, các bạn chừa ra một đoạn dài dài nha. Mình sẽ dùng kim khâu để đưa đưa kim về vị trí cái đỉnh của ngôi sao, cái cánh của ngôi sao. Đây mình luồn kim ở phía sau ha, cho cọng len nó đưa về đỉnh của ngôi sao, tức là hai cái mũi bính ở giữa các bạn của cái cánh này. Rồi bây giờ mình luồn kim qua và tạo một nút thắt. Các bạn cứ chừa cái phần đó, phần độ dài theo ý thích của mình ha. Rồi tạo một nút thắt. Phần lên thừa này mình sẽ giấu vào phía sau. Rồi mình cắt cái phần len thừa này đi luôn ha. Đây, vậy là mình đã xong được một ngôi sao rồi, rất là nhanh luôn. Mình có chuẩn bị thêm những ngôi màu khác nữa. Bây giờ đến phần quả châu ha. Cái trái châu này thì các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Mình vẫn sử dụng kim 3mm và lên 2 bính
rồi cũng thực hiện vào đây cho mình 10 mũi móc kép. Móc kép này, móc kép là chúng ta quấn lên nè, đưa vào kéo lên một lần, sau đó kéo qua một lần nữa, quấn lên đưa xuống kéo qua một lần, kéo qua một lần nữa, đưa xuống kéo lên lên một lần, kéo qua một lần nữa. Đó, chúng ta cứ móc tương tự như vậy cho đến khi được 10 mũi móc kép ha. Rồi, sau khi được 10 mũi, mình siết chặt cái vòng tròn này lại và đưa kim vào trong mũi đầu tiên, thực hiện một mũi trượt. Đến với vòng thứ hai ha, các bạn xoay kim kéo lên ra, lên một, lên hai. Mình thao tác vừa rồi là thay cho hai mũi bính nha các bạn. Ở vòng này mình sẽ móc theo công thức là 10 mũi tăng, tức là ở 10 chân mũi mình sẽ móc 10 mũi tăng và một mũi tăng, tức là hai mũi móc kép chung một chân. Đây, ở mũi kế tiếp mình cũng làm hai mũi móc kép chung một chân. Mũi kế tiếp cũng vậy, hai mũi móc kép chung một chân. Mỗi chân mũi mình đều móc hai mũi móc kép vào đây. Tiếp tục. Rồi, các bạn cứ móc như vậy cho đến cuối vòng nha. Rồi, đến cuối vòng mình sẽ đưa kim vào cho mũi đầu tiên và thực hiện một mũi trượt để kết thúc vòng. Và chúng ta cắt len ở đây ha, các bạn nhớ chừa ra một đoạn. Mình giấu cái phần len thừa này vào luôn. Cắt cái phần len thừa đi. Rồi bây giờ đến cái phần ở trên, các bạn sẽ tạo cho mình một cúc thắt nè. Đưa kim vào, đưa qua mũi cúc thắt nè, kéo lên, lên một bính. Và ngay tại cái chân mũi đầu tiên này mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn nha. Rồi, móc thêm 3 mũi móc đơn ở 3 chân mũi tiếp theo nữa. Chúng ta lại tiếp tục đến với vòng 2 này, cũng là 4 mũi móc đơn nha. Các bạn nhớ đếm cho đủ 4 mũi, đừng để sót mũi. Lên một bính, xoay lại, tiếp tục đến vòng 3 mình cũng làm 4 mũi móc đơn. Rồi, sau khi đã xong rồi thì mình cắt len ở đây luôn. Và ở chỗ này thì mình cũng nhớ chừa ra một đoạn để làm cái phần treo tầng ten phía trên ha. Mình cắt cái phần chỉ thừa đi đã nè. Rồi mình dùng kim đưa sợi len này vào trong ở giữa ha. Rồi, sau đó mình lại tạo một gút thắt ở phía sau. Nhớ chừa ra một đoạn với chiều dài mà các bạn thích nha. Mình sẽ khâu lại đây luôn. Dấu sợi len vào phía dưới này luôn. Rồi, cắt cái phần len thừa đi. Vậy là được một trái châu cũng ngộ nghĩnh luôn.
Vậy là xong rồi các bạn này. Ở đây thì cho Châu, nếu như mà các bạn muốn tăng size thì mình sẽ móc thêm một vòng ở phía ngoài nữa. Và vòng này sẽ móc công thức là một mũi đơn đến một mũi tăng, một mũi đơn, một mũi tăng ha. Rồi này các bạn, trang trí sẽ rất là dễ thương luôn. Mình có thể trang trí trong phòng hoặc là để làm móc khóa cũng được. Để coi một góc nhỏ nhỏ trong phòng cũng rất là xinh. Chúc các bạn sẽ thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Đăng ký kênh ngay để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.